Thánh Martino là đấng giàu lòng nhân ái. Hỡi những ai khổ đau hay đến với Ngài, nguyện Thánh Martino Ngài sẽ nâng đỡ uy an. Suốt tháng năm sẽ luôn sống yên lành. Ngài đem yêu thương đến cho đời, Ngài đem ơn Chúa xuống cho người, rọi muôn ánh quang chiếu soi cho cả nhân thế. Ngài như sao mai sáng đêm trường, rọi soi cho con bước trên đường, và nên chứng nhân Chúa cho trọn niềm tin. Kính thưa cộng đoàn, đã đến giờ chúng ta cùng hiệp thông với Thánh Martino, dâng tất cả những tâm tình, những biến cố vui buồn xảy ra trong cuộc đời, cùng với tất cả những nỗi niềm, xin Thánh Martino cầu thay nguyện giúp cho tất cả chúng ta. Giờ đây mời cộng đoàn cùng nghe ý khấn. Xin cộng đoàn cùng chúng con hiệp lời cầu nguyện, dâng những ý khấn hôm nay. Xin Chúa xua tan dịch bệnh. Xin cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh COVID chóng bình phục. Xin cho các nhân viên y tế luôn mạnh khỏe, lòng nhiệt thành quảng đại, tận tâm phục vụ các bệnh nhân. Xin an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách trong cơn đại dịch này. Một gia đình xin ơn chữa lành dịch bệnh.
Xin cho những người nghèo, những người cô thế cô thân, những người già không nơi nương tựa, tìm được sự giúp đỡ từ những tâm lòng bác ái. Một gia đình xin bình an, một gia đình xin như ý, một gia đình xin tạ ơn. Và xin cho các linh hồn Maria và Giuse vừa mới qua đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. Xin đưa bước con về tìm chân lý hừng đông chiếu soi, tìm bóng ma trong tình thương bản ngăn, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa dìu đưa. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. Mời cộng đoàn quỳ. Lạy Chúa, con tin thần có một Đức Chúa Trời là Đấng thượng phạt vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thần vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tăng và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cay và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lăn xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Chúng ta cùng hiệp thông với nhau trong tuần 9 ngày Kinh Thánh Martin. Hôm nay là ngày thứ nhất. Tuần Cửu Nhật Kinh Thánh Martin, ngày thứ nhất, đức khiêm nhường của Thánh Martin. Thánh Martin đã noi gương Chúa Giêsu đứng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn người không hề kiêu căng, tự phụ. Người thấu hiểu Thiên Chúa là Đấng tạo thành, còn chúng ta là loài thụ tạo. Chúa thương yêu chúng ta như cha thương con và mong ước cho chúng ta được hạnh phúc. Vì thế,
người hoàn toàn phó thác theo thánh ý Chúa. Chúng ta hãy noi gương thánh Martin, ăn ở khiêm nhường, vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Lạy thánh Martin, xin cầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho chúng con được lòng khiêm nhường chân chính, đừng ăn ở ngang tàn mất nên, trái lại biết an tâm với số phận tùy theo ơn Chúa ban cho. Xin cho chúng con được ánh sáng Chúa Thánh Thần soi rằng, để thấu hiểu rằng kiêu căng là mưu trước ma quỷ, trái lại vâng theo thánh ý Thiên Chúa là đường đưa đến hạnh phúc trường sinh. Vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Mời cộng đoàn ngồi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta nghe tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa cộng đoàn, suốt mấy ngày nay chúng ta nghe tin mừng nói về việc Đức Giêsu lên án một số kinh sư và người Pha-ri-siêu vì họ đạo đức giả. Giả có nghĩa là không có thật, mà giả hình nghĩa là họ chỉ chuộng những cái hình thức bên ngoài mà thôi, miễn là bên ngoài tốt đẹp, còn cái nội dung thực lực bên trong như thế nào họ không cần biết, miễn làm sao bên ngoài thật tốt đẹp là được. Điều quan trọng Đức Giêsu mong muốn là cái nội tâm bên trong được thể hiện qua bên ngoài, những cách thức và đời sống bên ngoài. Và ngược lại, cái bên ngoài, cái cách thức bên ngoài, cách cư xử của đời sống bên ngoài phải phát xuất từ nội tâm, chứ không phải chỉ là những cái hình thức bên ngoài mà thôi. Nếu chỉ dừng lại những hình thức bên ngoài thì chúng ta rất là dễ bị cám dỗ là mình cứ chạy theo những cái hào nhoáng, rồi chạy theo cái thành tích, chạy theo những cái lề thói, chạy theo những cái mà nó đánh bóng tên tuổi của mình, chứ nó không phải phát xuất từ nội tâm bên trong. Điều quan trọng Đức Giêsu mong muốn mỗi người tín hữu là cảm nhận thật sâu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì khi nào người tín hữu cảm nhận tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, thì lúc bấy giờ người tín hữu mới có thể sống và thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em của mình. Và một trong những cách thức thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em của mình, đấy là việc tha thứ cho người khác. Đây là đỉnh cao của bác ái Kitô giáo. Và thật sự, chúng ta rất khó để mà tha thứ cho người khác. Tại sao vậy? Thưa vì
mình ích kỷ, mình hẹp hòi, mình tự ái, mình quy hết tất cả về cho mình. Mình cứ nghĩ là người khác xúc phạm đến mình. Mình cứ nghĩ người khác chèn ép mình. Mình cứ nghĩ là đừng để cho người ta bắt nạt mình. Để rồi mình cứ chạy theo và khó để mà bỏ qua, khó để mà tha thứ cho người khác. Trong khi đó, Đức Giêsu mời gọi người tín hữu là thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em của chúng ta. Điểm thứ nhất là như vậy. Điểm thứ hai, để thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cũng như để sống cái niềm tin của mình, thì thật sự không có một người tín hữu nào được phép giữ đạo tại tâm, nghĩa là bảo rằng tôi tin cái gì ở trong lòng của tôi là được rồi. Không phải như thế. Đời sống tôn giáo phải được thể hiện qua bên ngoài. Khi chúng ta thể hiện ra bên ngoài là chúng ta làm cho danh Chúa được cả sáng, nhưng mà phải qua đời sống hàng ngày của mình. Trong cuộc sống, có lẽ lúc nào đó chúng ta đã bị người ta mắng mình. Gớm, có nhà có đạo đấy. Người ta mắng mình, người ta nhắc nhở mình là con nhà có đạo, nghĩa là mình tin vào Chúa mà mình sống như vậy mà xem được ru không. Là người có niềm tin thì mình phải cảm nhận được niềm tin và sống niềm tin. Nếu như mình không sống niềm tin của mình thì người ta mắng mình, đấy, con nhà có đạo đấy. Một câu nói đơn sơ như vậy, một câu nói xem ra có vẻ bình thường đến như vậy, bình dân như vậy, mà truyền tải cho chúng ta một điều, đấy là mình chỉ dừng lại ở trên môi mép của mình mà thôi, chứ không có sống cái niềm tin của mình. Chớ gì mỗi người tín hữu chúng ta luôn luôn cảm nhận thật sâu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, để từng ngày sống, từng biến cố trong cuộc đời, từng phút giây của cuộc sống, chúng ta thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em của mình. Vì điều cốt yếu nhất của đạo Công giáo đó là bác ái, là yêu thương. Chớ gì mỗi người chúng ta sống bác ái và yêu thương, chứ không chỉ dừng lại ở trên lý thuyết, trên môi mép của mình mà thôi. Mời cộng đoàn quỳ. Giờ đây cùng với Thánh Martino, chúng ta dâng hết tất cả những nỗi niềm, những băn khoăn trăn trở trong cuộc đời. Xin Chúa đón nhận tất cả mọi sự cho chúng ta. Lạy Chúa, xưa Thánh Martin đã ân cần chăm sóc các bệnh nhân và vẫn tiếp tục bầu cử cho những ai đang khốn khổ ưu phiền đến khấn cầu Người. Xin cho những bệnh nhân và những người nghèo khổ, đặc biệt là những anh chị em đang gánh chịu thiệt hại nhiều cách do dịch bệnh COVID-19, nhận được sự giúp đỡ về y tế và những hỗ trợ khác của những vị hữu trách và những người đồng hành, để họ mau vượt qua những thử thách ngặt nghèo và luôn sống kiên cường, tín thác vào sức mạnh tình thương của Thiên Chúa. Thánh Martin đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho việc chăm sóc về y tế, an ủi nâng đỡ các bệnh nhân về thể lý và tinh thần. Xin cho quý y bác sĩ,
nhân viên y tế và các thiện nguyện viên đang miệt mài chiến đấu ở tuyến đầu để ngăn ngừa và đẩy lui dịch bệnh COVID và những bệnh tật khác, được đồng hành và đón nhận sự bảo trợ của Thánh Martin để có đủ điều kiện thuận lợi phục vụ và chữa lành cho các bệnh nhân bằng chính sức mạnh và tình thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho nhân loại một vị lương y nhân từ và khiêm hạ là Thánh Martin. Nhờ lời Thánh Nhân chuyển cầu, xin Chúa cho chúng con cũng biết khiêm nhường chạy đến với lòng thương xót Chúa khi đối diện với bệnh tật, nghèo khó và thử thách. Đồng thời xin cho nhân loại chúng con biết hiệp lực tìm ra giải pháp hữu hiệu ngăn chặn dịch bệnh, cứu giúp các bệnh nhân và những người đang khốn khổ đau thương để mọi người được sống an vui, hạnh phúc. Chúng ta cùng thinh lặng một chút, dâng lên Thiên Chúa nhờ lời truyền cầu Thánh Martino tất cả những tâm tình của chúng ta, những người nhờ chúng ta cầu nguyện, những ân nhân, những thân nhân, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu và những người chúng ta đang để ý tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người chẳng những che chở các anh em túng nghèo mà lại cả những thú vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của Đức Bác Ái. Chúng con kính mừng và cầu khấn người từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhầm lời anh em tung nghèo kêu xin, để chúng con được ban trước các nhân đức người mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ can đảm và thành ra theo chân Chúa cứu thế và mẹ sầu bi, sau hết được về nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúng con nguyện xin Thánh Martino, người là gương sáng soi của lòng nhân ái, thua bình sinh với lòng thương xót vô bờ, người đã giăng tay ôm ấp muôn người khổ đau,
thì ngày nay trên trời vinh hiển cao sang. Người hãy thương nghe muôn tiếng chúng con khẩn cầu. Chúng con nguyện xin Thánh Martino, Người là Cha những kẻ khó nghèo đau yếu, lấy tình thương xoa dịu những nỗi u buồn, và hãy ban ơn cho hết mọi người kêu xin. Đưa mạnh xuống đêm ngày vui đón hy sinh, và luôn nói theo gương sáng các nhân đương người. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiên này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thắng vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hàng gìn giữ con, hàng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người. Chuộc tôi chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa, mà đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành. Hãy cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội trắng kim. Vậy ca thánh ở trên nửa thiên đàng, cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng ca thánh mà dâng cho Chúa. Con cũng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trông cậy trở thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện.
Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiện bên sáng lang. Hằng chưa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ra thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy trai tìm cường thanh cực tình ra thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh. Cầu cho chúng con. Lạy thánh Đa Minh và thánh Martino. Cầu cho chúng con. Lạy thánh Đa Minh và thánh Martino. Cầu cho chúng con. Lạy thánh Đa Minh và thánh Martino. Cầu cho chúng con. Mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin tin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Maria. Cảm ơn Thánh Martino. Xin cộng đoàn chúng ta tiếp tục cùng hiệp thông với nhau vào lúc 7:30 tối ngày mai. Ngày mai là ngày thứ hai trong tuần Chủ nhật Kinh Thánh Martino. Xin Thánh Martino tiếp tục ban ơn nâng đỡ, che chở, phù trì cho tất cả chúng ta. Và xin Ngài cũng tiếp tục chữa lành những người ốm đau, bệnh tật, nhất là trong nạn dịch này. Rồi xin Chúa cũng, xin Ngài cũng chuyển cầu lên Chúa tất cả những linh hồn đã qua đời trong nạn dịch này. Xin Chúa giữ gìn, che chở tất cả chúng ta. Xin mến chào quý cộng đoàn trong tình yêu Đức Kitô và mẹ Maria. Xin chào cộng đoàn.